Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Lan Nhược có nhan đề Hữu Đức Tự Nhiên Hương, Hiếu Thân Hòa Thích. Khi nói đến gia đình, rất nhiều người hiện đại cho rằng trung tâm của khái niệm này bao gồm bản thân mình, người phối ngẫu với mình và con cái. Còn cha mẹ, anh chị em và những người thân thích khác đều thuộc một phạm vi rộng hơn và nằm trong quỹ đạo xoay quanh trung tâm đó. Con người hiện đại cho rằng con cái hễ một tuần về thăm cha mẹ một lần thì là hiếu thuận. Những người con nghĩ đến cha mẹ trong tâm thì một hoặc hai tuần gọi điện thoại thăm hỏi cha mẹ một lần là đã đủ hiếu thuận. Chỉ cần chuẩn bị đủ tiền đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hoặc tìm được viện dưỡng lão cao cấp cho cha mẹ thì con cái đã có thể tự hào với bạn hữu rằng mình là người hiếu thuận. Vậy thì lý niệm đạo đức trong văn hóa truyền thống cổ đại có yêu cầu như thế nào với người phụ nữ trong việc đối đãi với cha mẹ ruột, cha mẹ chồng và những người thân thích? Thời cổ đại, nữ nhi sau khi xuất giá sẽ ở nhà chồng cả đời. Từ cha mẹ chồng cho đến hết thảy người thân của chồng đều là thân nhân của mình. Thư tịch cổ nhấn mạnh vào cách cư xử hài hòa trong mối quan hệ giữa người phụ nữ với tứ thân phụ mẫu và người thân bên chồng. Nữ hiếu kinh viết: con gái phụng sự cha mẹ chồng, kính như cha ruột, yêu như mẹ ruột. Tuân thủ được là nghĩa, chấp hành được là lễ. Gà vừa gáy sáng, chuẩn bị đồ rửa mặt súc miệng. Đông ấm hạ mát, sớm thăm tối viếng, kính với người nhà, nghĩa với người ngoài, giữ lễ giữ tín mà thực hành được. Kinh Thi viết: con gái xuất giá, xa cha mẹ anh em. Diễn dịch ra chính là: người phụ nữ cần hiếu kính cha chồng của mình giống như hiếu kính cha ruột, yêu thương mẹ chồng của mình giống như yêu thương mẹ ruột. Có thể kiên trì nguyên tắc này thì chính là nghĩa nữ. Từ đầu tới cuối đều làm được vậy thì chính là lễ vật tốt nhất tặng cho cha mẹ chồng. Gà vừa gáy sáng đã phải rời khỏi giường, rửa mặt chải đầu rồi chuẩn bị bữa sáng, đun nước nóng cho cha mẹ chồng rửa mặt súc miệng. Mùa đông cần làm ấm chăn trước, mùa hạ cần quạt mát chiếu trước rồi mới mời cha mẹ chồng nghỉ ngơi. Trong tâm lúc nào cũng cung kính đối với cha mẹ chồng. Lời nói và việc làm đều khiến cho cha mẹ chồng cảm thấy thoải mái. Người con gái như thế xuất giá mới khiến cha mẹ ruột an lòng, làm vẻ vang cho gia đình cha mẹ ruột. Người xưa nói: phụng sự song thân như phụng sự trời. Vào thời cổ đại, cung phụng cơm ăn áo mặc cho cha mẹ là hình thức thấp nhất của hiếu. Không có kính yêu thì làm sao nói đến chữ hiếu? Khi làm được hiếu kính đến mức cao nhất thì trên có thể câu thông với thần minh, dưới có thể cảm hóa bách tính. Đối với phụ thân mà thiếu đi kính và ái thì trong bất cứ mối quan hệ nào cũng ngày càng xa rời yêu cầu của văn hóa truyền thống. Trong sách cổ, chữ hiếu hàm chứa bí sách giúp người con dâu ứng xử với các mối quan hệ bên nhà chồng. Trong bài Nữ Đức Tu Thân có viết: đức hạnh quan trọng nhất đối với người phụ nữ thời xưa là ti nhược, đặt mình ở vị trí thấp nhất trước bất kỳ một ai, giống như biển cả, giống như mặt đất luôn ở trạng thái khôn đức, đức của đất. Nếu không như thế thì không thể chịu đựng được tất cả những điều mà người bình thường không thể chịu đựng. Tào Đại Cô nói: người thục nữ xưa lấy hiếu mà đối xử với cửu tộc, không dám thất lễ ngay cả với thê thiếp trẻ, huống chi với con cháu. Để cửu tộc hòa bình, không sinh gièm pha, không gây họa loạn. Thục nữ xưa lấy hiếu đối xử với người trên kẻ dưới là như vậy. Người phụ nữ quản lý gia đình không dám coi thường gà chó,
huống chi là những người thân phận nhỏ bé khác trong nhà. Cố gắng làm cho trên dưới đều vui lòng. Thời xưa, nếu một người phụ nữ có thể lấy hiếu để đối đãi với họ hàng thì gia tộc sẽ hưng vượng. Ngay cả gà chó trong nhà, họ cũng không bắt nạt, huống chi là đối xử với kẻ ăn người ở có thân phận thấp hèn. Đối với thê thiếp của chồng đều không dám kiêu ngạo, nhất mực quan tâm đầy đủ. Vậy thì sao có thể không giữ lễ cung kính đối với những người thân thích khác của nhà chồng? Một người phụ nữ hiền lương được cha mẹ chồng, họ hàng cho tới gia nhân đều yêu mến, thì vợ chồng sẽ hòa thuận, gia đình sẽ thịnh vượng. Đối với họ hàng thân thích luôn vị tha, không phân biệt thân thiết hay không thân thiết, luôn ghi nhớ từng ân huệ nhỏ mà họ từng giúp đỡ mình. Đối với người gây ra bất kỳ tổn hại nào cho mình, thì dù tổn hại đó lớn hay nhỏ, đều mau chóng quên đi. Trị nội an ngoại, bên trong hòa thì bên ngoài hòa, gia đình hòa thì quốc gia hòa thì thiên hạ hòa. Tác phẩm nội huấn viết: tĩnh lặng, thông dong, đoan trang, thành thật, nhất quán là các đức tính của người phụ nữ. Hiếu kính, nhân từ, rõ ràng, hòa ái, nhu thuận là đầy đủ đức tính. Hiếu thân, kính dưỡng, nhân ái, sáng suốt, từ thục, nhu thuận, nhàn tĩnh, đoan trang là 8 đức tính cần có của người phụ nữ thời xưa. Trao dồi được những đức tính đó thì mới có thể như ngọc bích xinh đẹp, không tì vết, mới có thể xứng đôi vừa lứa với người quân tử đại đức, giúp gia đình hưng vượng, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.